Nhắc đến Phú Yên là nhắc đến xứ nẫu bình dị, là về mảnh đất hoa vàng trên cỏ xanh xinh đẹp. Thế nhưng Phú Yên còn cất giấu nhiều điều thú vị hơn thế. Đó là rừng, là biển, là đảo, cùng những câu chuyện văn hóa, lịch sử thú vị. Còn chờ gì nữa mà không cùng cá rô bé con đi du lịch khám phá vùng đất xinh đẹp này nhé. Kể từ sau bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, du lịch Phú Yên nổi lên như một hiện tượng. Dù cho bạn yêu rừng, thích biển, mê mẩn với những hòn đảo hoang sơ, hay có một niềm đam mê bất tận với cuộc sống bình dị, thì mảnh đất miền Trung Phú Yên đều có thể khiến bạn hài lòng. Phú Yên thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa và sở hữu hai mùa nắng mưa đặc trưng. Tuy nhiên, mùa mưa ở đây không kéo dài và thường rơi vào cuối năm từ tháng 9 đến tháng 12. Bên cạnh đó, nơi đây còn có nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc, điển hình nhất là hội bài chòi, thường rơi vào dịp Tết Nguyên đán. Phú Yên cũng sở hữu những địa điểm du lịch đẹp hút hồn. Đầu tiên phải kể đến biển Tuy Hòa. Biển Tuy Hòa được ưu ái cho một đường bờ biển dài. Và ngay tại trung tâm thành phố Tuy Hòa thì cũng có một bãi biển xinh đẹp dài tới hơn 10 km, ẩn mình dưới hàng dương xanh. Không đông đúc như Nha Trang, Mũi Né, biển Tuy Hòa sẽ thu hút bạn với vẻ bình yên, giản dị và một không khí biển vô cùng trong lành. Tiếp đến là vịnh Vũng Dô. Đây là một vịnh biển nhỏ nằm trên phần ranh giới giữa Phú Yên và Khánh Hòa, được ôm trọn bởi cả ba dãy núi của Phú Yên. Biển Vũng Dô không chỉ đẹp, mà trên đường từ Tuy Hòa đến Vũng Dô, bạn còn có thể chiêm ngưỡng từng hàng cây trải dài, những thảm cỏ xanh nổi tiếng. Phía xa là biển xanh trông như một tấm gương phản chiếu mọi vẻ đẹp. Ngoài ra, Phú Yên còn có những địa điểm đẹp nổi tiếng khác như Vịnh Xuân Đài, Bãi Môn, Mũi Điện, Gành Ông, Bãi Xép. Thiên đường của những hòn đảo là Cù Lao, Mái Nhà, vân vân. Buổi tối trên bờ biển Tuy Hòa rất là yên bình. Bạn có thể lựa chọn cho mình bất kỳ một nhà nghỉ hay resort nào trên bãi biển này. Mình đã lựa chọn núi Nhạn Resort, nơi có thể ngắm toàn bộ cảnh biển với tháp Nghinh Phong. Lấy ý tưởng từ truyền thuyết con rồng cháu tiên, công trình độc đáo tháp Nghinh Phong không chỉ là một biểu tượng của thành phố Tuy Hòa, mà còn là nơi tham quan check-in cực kỳ hấp dẫn. Đây là công trình kiến trúc được đặt tại quảng trường Nghinh Phong thuộc thành phố Tuy Hòa. Ngoài cảnh quan xinh đẹp, Phú Yên còn nổi tiếng với những món ăn đặc sản đến từ đại dương. Trong đó phải kể đến món mắt cá ngừ đại dương tiềm thuốc bắc. Vì cá ngừ đại dương thường có trọng lượng rất lớn, khoảng 40-50 kg, nên cặp mắt của chúng cũng có kích thước to hơn so với các loài cá thông thường. Mỗi con mắt nặng khoảng từ 100 đến 200 gram. Mắt cá ngừ sẽ được đặt vào trong một hũ đất nung, kèm theo các loại thuốc bắc và thêm một chút rau củ, gia vị phù hợp. Sau đó đem nấu trên bếp cho đến khi mắt chín. Một đặc sản khác của Phú Yên là món bánh canh hẹ. Đây là một món ăn ngon bình dân nổi tiếng, thanh đạm, đánh thức vị giác một cách nhẹ nhàng, tinh tế bởi nước dùng thanh mát. Ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên có hai ngọn núi là núi Chóc Chài và núi Nhạn. Đây là hai thắng cảnh rất là nổi tiếng ở trung tâm thành phố Tuy Hòa. Xa hơn, cách thành phố Tuy Hòa khoảng 40 km theo hướng Bắc còn có đảo Nhất Tự Sơn, Gành Đá Đĩa, một địa danh được nhắc đến đầu tiên trong các kinh nghiệm du lịch Phú Yên. Cái tên Gành Đá Đĩa xuất phát từ việc các tảng đá nơi đây có hình dáng như lăng trụ hình tổ ong, được xếp kề sát, ngăn nắp với nhau như có một bàn tay tạo hóa kỳ diệu nào đó. Ngoài ra, cách Tuy Hòa 22 km về phía Bắc còn có đầm Ô Loan. Nằm ngay dưới chân đèo Quán Cao, đầm Ô Loan là một đầm nước lợ với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp khi nhìn từ trên cao. Chẳng khác gì một con phượng hoàng đang sải cánh. Hãy thử đến đầm Ô Loan vào buổi bình minh hoặc hoàng hôn để được chiêm ngưỡng cảnh mặt trời soi bóng rực rỡ trên mặt nước yên ả
và thưởng thức món cháo hàu đầm Ô Loan. Còn ngay tại trung tâm thành phố Tuy Hòa thì mình có thể đến thăm Tháp Nhạn tại phố Lê Trung Kiên, phường 1, thành phố Tuy Hòa. Tháp Nhạn là một trong những công trình kiến trúc đền thờ Champa cổ được xây dựng vào thế kỷ thứ 12 cho đến nay. Nơi này được vinh danh là một di tích quốc gia đặc biệt và cũng là một di tích kiến trúc nghệ thuật thuộc tỉnh Phú Yên. Trong tiếng dân tộc Ede và Gia Rai thì Tháp Nhạn còn có tên gọi khác là Yangker Hemeng. Tháp Nhạn ở Phú Yên có nhiều câu chuyện cổ tương truyền. Người ta kể rằng xưa kia có tiên nữ Thiên-i-a-na hạ phàm và chỉ dạy cho người Champa cách cày cấy, dệt vải, kéo sợi. Sau khi tiên nữ quay về trời, người Champa đã dựng nên một đền tháp để bày tỏ lòng biết ơn vị tiên nữ ấy. Về sau, nơi ngọn tháp được dựng nên lại thu hút rất nhiều chim nhạn tới sinh sống và làm tổ, nên người dân đã đặt tên cho tháp là Tháp Nhạn. Theo thời gian, Tháp Nhạn đã phần nào bị hư hỏng do sự tàn phá của chiến tranh cũng như ảnh hưởng của thời tiết. Tuy nhiên, nhờ được xây dựng bằng gạch nung bền vững cùng với sự trùng tu tôn tạo, nên toàn thể công trình Tháp Nhạn vẫn giữ được phần lớn kiến trúc cổ kính, uy nghiêm và nét đẹp của thời gian. Dọc dải đất miền Trung xinh đẹp, có rất nhiều điểm để ta có thể khám phá. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, ngay cạnh Phú Yên là thành phố Quy Nhơn, một thành phố du lịch vô cùng nổi tiếng. Với hơn một giờ đồng hồ di chuyển, bạn có thể tới được thành phố Quy Nhơn. Ở đây có khu du lịch Gành Ráng Tiên Sa, nơi có bãi đá trứng, một địa danh vô cùng mê hoặc đối với du khách. Bãi đá trứng rộng hơn 100 km, với nhiều hòn đá trứng có màu sắc kích thước khác nhau. Đặc biệt có những viên nặng hàng chục kg hay trên 100 kg. Nơi đây được hình thành do hoạt động vận động địa chất kết hợp với sự bào mòn của nước biển đã diễn ra khoảng vài triệu năm trước. Có một giai thoại truyền miệng rằng bãi đá trứng Quy Nhơn trước đây còn được gọi là bãi hoàng hậu, bởi ngày xưa vợ của vua Bảo Đại là Nam Phương Hoàng hậu đã chọn khu vực này là bãi tắm riêng cho mình. Lâu dần, người dân quen gọi là bãi tắm hoàng hậu. Không giống như bờ biển thành phố Tuy Hòa vô cùng yên bình, thì bờ biển ở thành phố Quy Nhơn lại vô cùng náo nhiệt, sầm uất. Ngay trên bãi biển là những quán cà phê Sea Sen, một quán cà phê rất là độc đáo mà các bạn trẻ thường ghé tới. Quán có view bờ biển siêu rộng, được trang trí rất bắt mắt, mới lạ, với những màu sắc vàng đỏ, cùng với những chiếc ghế phao rực rỡ sắc màu. Ở thành phố Quy Nhơn thì bạn có thể chọn cho mình rất nhiều các món ngon, trong đó phải kể tới món bún dạng, một món ăn đặc trưng của thành phố biển này. Món ăn này có nguồn gốc từ đầm Châu Trúc, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Bún dạng Quy Nhơn nổi tiếng với nước dùng ngọt, thanh, thịt dạng béo ngậy và tôm tươi ngon. Cuối cùng, Cà Rô xin chúc các bạn sẽ có những chuyến đi du lịch khám phá vô cùng thú vị các bạn nhé.